Nhấn về kép, chúng ta cùng nhau vào trong công trình và định vị góc nhìn đẹp. Sau đó chúng ta cùng nhau ốp vật liệu cho công trình của chúng ta. Các bạn nhấn về kép. Tôi xoay. Sau khi vào trong rồi, chúng ta xoay chuột phải. Nhấn phím S. Nhấn phím E. Trong quá trình nhấn phím E, các bạn có thể nhấn phím Space dài nhất trên bàn phím và phím E cho thấp từ từ. Tôi thấy góc nhìn này cũng tương đối được. Và tôi đồng ý luôn. Các bạn chuyển qua phần chụp hình, photo. Tôi sẽ ghi lại góc này. Các bạn bấm vào đây. Và máy ảnh nhỏ bên dưới bấm một nhát. Sau đó chúng ta vào Effect, chọn hiệu ứng Two Point Perfecti ở phần camera này. Để làm phối cảnh chúng ta trông đứng hơn, đẹp hơn. Rồi, ok, khá là đẹp. Sau đó tôi bấm vào phần xây dựng mô hình. Chúng ta cùng nhau ốp vật liệu nào. Ba vật liệu đầu tiên chúng ta ốp đó là trần tường sàn. Đầu tiên chúng ta về phần Import, bấm vào thùng sơn và bấm vào bất kỳ vị trí nào đó ở đây. Tôi sẽ chọn sàn trước. Các bạn bấm vào dấu cộng để tạo thêm vật liệu và bấm vào sàn. Chuyển ngay vào phần gỗ sàn. Tôi xem gỗ sàn nào đẹp và chúng ta sẽ sử dụng ngay. Tôi chọn loại này. Khá là đẹp đây. Chúng ta cùng nhau tăng scale để cho các thớ gỗ này nhỏ lại chút xíu. Như thế này là tôi đồng ý được rồi. Tiếp theo tôi cộng thêm tường, lấy ưu tiên số 2. Tôi bấm vào phần custom, sử dụng vật liệu tiêu chuẩn. Chúng ta cùng nhau giảm độ sáng xuống chút xíu là ok. Các bạn tiếp tục cộng thêm vật liệu. Sau đó chúng ta cùng nhau chọn phần trần. Và cũng chọn vật liệu tiêu chuẩn. Và chúng ta tiếp tục bấm lên vật liệu, chúng ta sẽ ốp kính vào phần cửa sổ này. Tôi chọn lại custom và chọn phần grab. Vậy là ok rồi. Nếu như các bạn muốn chỉnh sửa lại vật liệu thì chúng ta chỉ việc di chọn chuột tới vị trí nào thì phần mềm sẽ nhận bề mặt và chỉnh sửa lại cho chúng ta. Tôi muốn phần này nghiêng xanh một chút và cho tối xuống. Tôi thích tông màu trầm kiểu này. Và trong quá trình chúng ta có thể thay đổi nó được. Tôi cộng thêm vật liệu, chọn vị trí này và chọn vật liệu tiêu chuẩn tiếp theo. Tôi sẽ giảm độ sáng xuống mà thôi. Phần tường này chúng ta tăng sáng lên. Tôi dò vị trí. Và phần này chúng ta sẽ giảm xuống chút xíu nữa. Mình tăng sáng lên chút nữa cũng được, không sao cả. Rồi, ok. Các bạn đánh dấu check và đồng ý với những vật liệu chúng ta đã ốp. Tôi có thể xoay được một chút và nhấn phím Space S zoom xa ra xíu. Vậy là ok rồi đó các bạn. Chúng ta cùng nhau ốp các vật liệu khác ở video tiếp theo.